Hi guys, welcome back to loigiaihai.com. Chào mừng các em đã quay trở lại với loigiaihai.com. Trong video ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi giải quyết những bài tập của phần Looking Back trong Unit 7, Traffic, bài số 7, Giao thông, thuộc sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7, sách Global Success. Trong phần Looking Back, chúng ta sẽ có hai chủ đề liên quan tới từ vựng, vocabulary và grammar là ngữ pháp. Vậy thì trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết những bài tập của phần vocabulary trước nhá. Bài tập số 1, exercise number 1, label each sign. Nghĩa là các em cần phải đặt tên cho những biển hiệu dưới đây. Ok, ở đây thì chúng mình có tổng cộng là 6 biển hiệu tất cả. Vậy thì chúng ta cần phải dựa vào những kiến thức cá nhân của mình để tìm ra ý nghĩa của những biển hiệu này và sẽ xem là chúng mình đặt tên cho những biển hiệu này trong tiếng Anh như thế nào nhé. Ok, ở đây thì chúng mình sẽ có 6 bức tranh. Chúng ta sẽ bắt đầu với bức tranh đầu tiên giúp cô. Ok, trong bức tranh đầu tiên này thì chúng mình nhìn thấy một biển báo đèn đúng không ạ? Đèn đường. Ok, đèn giao thông của chúng mình thì có 3 màu, đó chính là xanh, đỏ và vàng. Tuy nhiên ở đây thì chỉ hiện mỗi màu đỏ thôi. Nghĩa là chúng ta có thể đoán được đó chính là đây là biển báo đèn giao thông chỉ màu đỏ đúng không nào? Ok, đèn đỏ nghĩa là đèn mà chúng ta không được phép đi, chúng ta phải dừng lại. Thế thì chúng ta sẽ chỉ đơn giản gọi đây là một cái red light. Ok, đèn giao thông màu đỏ, red light. Tiếp theo này, chúng ta sang tới hình ảnh số 2. Các bạn thấy là đây là biển báo tam giác màu vàng và có một người lớn dắt một trẻ nhỏ đi qua đường. Ok, vậy thì chúng ta đã học ở trong bài số 7 rồi. Chúng ta biết được biển báo này là biển báo chỉ dáng có một trường học ở phía trước đúng không nào? Ok, biển báo trường học ở phía trước thì các bạn sẽ đặt cho cô là school ahead. Ok, school ahead, trường học ở phía trước. Thế còn tương tự như hình ảnh số 2 sang đến hình ảnh số 3, các bạn thấy cô có một cái bệnh viện và có dấu cộng chữ thập đỏ ở đây. Chính là có bệnh viện ở phía trước đúng không nào? Có bệnh viện ở phía trước thì các bạn sẽ thay cho cô là hospital. Ok, ahead. Hospital ahead, nghĩa là có bệnh viện ở phía trước. Đó. Chúng mình tư duy rất là đơn giản thôi nhá. Hình ảnh số 4 chúng ta thấy có xe đạp đúng không ạ? Và biển báo màu xanh nghĩa là không phải cấm, biển báo màu đỏ mới là cấm các em nhá. Ok, màu xanh mà có xe đạp nghĩa là gì ạ? Chính là làn đường dành cho xe đạp. Làn đường dành cho xe đạp các bạn sẽ gọi đó chính là cycle lane. Ok, cycle lane, làn đường dành cho xe đạp. Sang đến hình ảnh số 5, đây cô vừa nói là màu đỏ là biển báo cấm. Và cấm cụ thể đây là gạch chéo nhé các em nhé. Ví dụ như các em nhìn này, school ahead cũng có một cái vòng màu đỏ ở ngoài, nhưng nó có gạch chéo không ạ? Không hề đúng không nào? Chỉ có biển báo số 5 và số 6 là hai biển báo cấm thì họ gạch chéo như thế này thôi. Và ở đây các bạn nhìn thấy mũi tên đang chỉ ra bên trái, nghĩa là rẽ trái đúng không ạ? Tuy nhiên gạch chéo có nghĩa không cho các bạn rẽ trái nhá. Chúng ta sẽ gọi nó là no left turn. No left turn, không được phép rẽ trái. Và biển báo cuối cùng cũng là hình xe đạp, giống như là bức tranh số 4. Tuy nhiên là chúng ta có gạch chéo và biển màu đỏ, đây chính là đang cấm xe đạp. Ok, cấm xe đạp thì chúng ta sẽ nói là no cycling. Ok, cấm không được phép đạp xe ở khu vực này. Rồi mời các bạn đọc lại cùng cô những biển báo này và chúng ta sẽ ghi lại cho cô nghĩa của chúng trong từ vựng tiếng Việt nhé. Red light. Red light nghĩa là đèn đỏ. Ok, exercise number 1. Red light. Red light, đèn đỏ. Tiếp theo sang đến hình ảnh số 2. School ahead. School ahead nghĩa là trường học nằm ở phía trước. Ok, trường học phía trước. Tiếp theo chúng ta có hospital ahead. Hospital ahead nghĩa là bệnh viện nằm ở phía trước.
Okay, now let's move on. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn sang bên này. Cô có một số từ vựng sau. Number 4, cycle lane nghĩa là làn đường dành cho xe đạp. Okay, làn đường dành cho xe đạp. Tiếp theo chúng mình sẽ có number 5, no left turn nghĩa là không được phép rẽ trái. Okay, no left turn chúng ta có thể dịch là gì ạ? Cấm rẽ trái đúng không? Và cuối cùng cô có number 6 là no cycling nghĩa là không được phép đạp xe hoặc là cấm đi xe đạp. No cycling, cấm đi xe đạp. Okay, now let's move on to exercise number 1. Chúng ta sẽ tiếp tục, let's continue exercise number 1, sorry. Chúng ta sẽ tiếp tục với cả bài tập số 1 giúp cô. Tuy nhiên là có một câu hỏi dưới này. Work in pairs. What does each sign tell us to do? Bây giờ các em phải làm việc theo cặp và chỉ ra là mỗi một cái biển báo đấy đang nói cho chúng ta điều gì. Ví dụ như number 1, a red light sign means you have to stop. Nghĩa là khi mà biển báo đèn đỏ, red light, có nghĩa là bạn cần phải dừng lại. Đó, chúng ta đã hiểu cách làm rồi đúng không? Chúng mình sẽ giải nghĩa nó, tuy nhiên là giải nghĩa bằng tiếng Anh nhá. Giải nghĩa biển báo đó sử dụng tiếng Anh cho cô. Okay, now let's see what we have. Chúng ta sẽ cùng viết lại cho cô này. Chúng ta sẽ bắt đầu với cả hình ảnh số 2 nha. School ahead nhá. Okay, a school ahead. School ahead. Sign, biển báo, các em dùng từ sign cho cô này. Means có nghĩa là there is a school ahead. Dễ đúng không ạ? A school ahead sign means there is a school ahead. Có một biển báo school ahead có nghĩa là có một trường học ở phía trước. Okay, number 3. Hospital ahead. A hospital ahead sign means there is a hospital ahead. A hospital ahead sign means there is a hospital ahead. Number 4. A cycle lane. A cycle lane sign means we must, okay, means the lane is for cyclists. A cycle lane sign means the lane is for cyclists. Một cái biển báo cycle lane nghĩa là làn đường dành cho xe đạp, nghĩa là làn đường ấy chỉ dành cho những người đạp xe đạp thôi. Okay, number 5. I no left turn. No left turn sign means we must not. Turn left here. Okay. A no left turn sign means we must not turn left here. Một biển báo no left turn có nghĩa là biển báo cho không cho bạn hoặc là cấm bạn không được rẽ trái ở đây. Và cuối cùng number 6 chúng ta có biển báo no cycling. A no cycling sign
means we are not. Allowed. Mean we are not allowed to cycle. Okay? A no cycling sign means we are not allowed to cycle. Một biển báo no cycling có nghĩa là bạn không được phép lái xe, à không được phép đạp xe ở đây. Okay? So we just finished exercise number 1 now. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài tập số 1 rồi. Mời các em hãy cùng quan sát đến bài tập số 2 nhé. Exercise number 2. Fill in each gap with one word to complete the sentences. Bài tập số 2 yêu cầu các em là hãy điền vào chỗ trống dưới đây với one word, nghĩa là một từ, để có thể hoàn thành những câu sau. Ở đây thì cô có 5 câu tất cả. Thế bây giờ chúng mình hãy cùng xem là chúng ta cần phải điền những từ gì vào mỗi câu bằng cách là đọc từng câu một nhé. Number 1. A road is anyone who uses a road, such as pedestrian, cyclist or motorist. Một người làm sao đấy liên quan tới đường đúng không ạ? Là một người sử dụng đường, ví dụ như là một người đi bộ, một người đạp xe đạp hoặc là một người lái mô tô. Ok, vậy thì chúng ta gọi là gì ạ? Người mà uses a road thì chúng ta sẽ gọi đó là road user. Ok? Road user. Ok, road user thì các bạn có thể dịch từ này đơn giản là gì ạ? Người tham gia giao thông thôi, đúng không? Ok, a road user. Chúng mình dịch cho cô ở trong bài số 3 này. Cô có từ road user. Ok. Chúng ta sẽ dịch là người tham gia giao thông nhé. Nghĩa là những người mà đi ở trên đường đấy ạ. Bất cứ ai đúng không nào? Từ người đi bộ đến người lái xe đạp, xe máy. Ok, number 2. Does your dad his motorbike carefully? Bố của bạn motorbike nghĩa là xe máy đúng không ạ? Cẩn thận hay không? Nghĩa là chúng ta có từ motorbike ở đây thì chúng ta sẽ phải nói cho cô là gì ạ? Ride, ok? Does your dad ride his motorbike carefully? Ok, đối với cả xe máy với cả xe đạp thì chúng mình sẽ dùng động từ là ride nhé. Và ở đây chúng mình sẽ không chia thêm s gì cả, chúng mình để nguyên thôi, tại vì là đây đã có trợ động từ does rồi. Does your dad ride his motorbike carefully? Bố của bạn đi xe máy có cẩn thận không? Number 3. Is a person traveling in a car, bus, train, but not driving? Một người làm sao đấy là một người đi từ nơi nọ đến nơi khác bằng ô tô, xe buýt, tàu hỏa nhưng không lái. À, vậy là người này là gì ạ? Họ ngồi trên cái đó đúng không ạ? Họ ngồi trên ô tô, xe buýt, tàu hỏa. Nghĩa là họ chính là hành khách đấy ạ, bởi vì họ không lái mà. Vậy thì từ hành khách chúng mình ta có từ passenger. Ok, passenger. Chúng ta ghi lại từ này cho cô nhé. Passenger là hành khách. A passenger is a person traveling in a car, bus, train but not driving. Hành khách là một người di chuyển trên tàu, trên ô tô, trên xe buýt nhưng mà họ không lái xe. Number 4. My cousin wants to become a pilot. He's learning to planes. Em họ của tôi thì muốn trở thành một phi công. Cậu ấy đang làm gì đấy, máy bay. Ok. Vậy thì phi công là người sẽ lái máy bay đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có cụm từ lái máy bay là fly a plane, okay? Fly plane hoặc là pilot the plane. Okay? Fly a plane hoặc là pilot the plane. Chúng ta sẽ gọi là lái máy bay các em nhé. Okay, number 5. We should be careful when the light turns yellow. Chúng ta nên cẩn thận khi mà cái đèn gì đấy chuyển màu vàng. À, bây giờ chúng ta có đèn chuyển màu vàng chỉ có là đèn biển báo giao thông thôi đúng không ạ? Ví dụ như là đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Đó, đèn giao thông chúng ta sẽ gọi là traffic light. We should be careful when the traffic light turns yellow. Ok, chúng ta sẽ ghi lại cho cô từ đèn giao thông là traffic light. Okay, traffic light.
Vậy là chúng mình đã ghi xong những từ trong bài số 2 rồi. Mời các em đọc lại với cô một lần nha. Road user, road user, người tham gia giao thông. Passenger, passenger, hành khách. Traffic light, đèn giao thông. Bây giờ thì cô mời các em hãy cùng cô chuyển sang phần bài tập số 3. Ở trong phần ngữ pháp, chúng ta đã hoàn thành xong những bài tập liên quan đến từ vựng rồi. Now let's move on to the grammar part. Trong phần ngữ pháp này, chúng ta có bài số 3, tiêu đề là Write complete sentences using the cues. Nghĩa là các em cần phải viết những câu hoàn chỉnh sử dụng những cái gợi ý dưới đây. Ở đây thì chúng ta có một số các câu hỏi liên quan tới gì đấy ạ? Kilometers. Ok, kilometers nghĩa là liên quan tới quãng đường đúng không nào? Liên quan tới distance đấy ạ. Và các em còn nhớ là cấu trúc mà mình đã học để nói về khoảng cách không ạ? Chúng ta dùng cấu trúc it đúng không nào? It. Vậy thì bây giờ cô mời các em hãy ôn lại với cô cấu trúc này nhá. Chúng ta sẽ ghi lại cho cô công thức nha. Mời các bạn hãy cùng quan sát phần ôn tập công thức của chúng ta liên quan tới it. Okay, so this is exercise number 3. Bài tập số 3. Okay, this is number 2. Bài tập số 2. Trong bài tập số 3 này thì chúng ta có cấu trúc của it như sau. Chúng ta sẽ sử dụng it khi nào các em nhỉ? Chúng ta sẽ sử dụng nó để chỉ khoảng cách. Ok, để chỉ khoảng cách giữa hai người hoặc là hai điểm, đúng không nào? Ok, cô sử dụng it để chỉ khoảng cách giữa hai người hoặc hai điểm các em nhé. Và cụ thể chúng ta có cấu trúc như sau. Đối với câu hỏi, cô sẽ đặt câu là how far is it? How far is it from? Cộng với địa điểm số 1, cô sẽ viết là P1. Cộng với 2 và cộng với địa điểm số 2. Đấy chính là place, yeah, place 1 and place 2. How far is it from place 1 to place 2? Và đối với câu trả lời, thì chúng ta sẽ nói là it is about, cái này có thể có hoặc không nhá, tùy vào cái khoảng cách đó là chính xác hay không. About này cộng với cái số đấy, cô sẽ để cái dấu cách ở đây này. From cộng với P1 cộng với 2 và cộng với P2. It is about cộng với khoảng cách from P1 to P2. Đối với câu hỏi thì chúng ta có thể trả lời như là câu hỏi yes no. Đây là câu hỏi về thông tin này thì các bạn trả lời như vậy. Thế còn câu hỏi yes no thì các bạn sẽ hỏi là is it cộng với cả about cộng với địa điểm cộng với cái quãng đường đấy ạ. From P1 to P2. Hỏi chấm. Is it about cộng với quãng đường cộng với from P1 to P2. Bây giờ thì cô mời các bạn hãy áp dụng với cô công thức trên này để viết bài số 3 nhé. Now let's get started with exercise number 3. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 3. Câu số 1 này. Ở đây chúng ta được cho keyword đầu tiên là over 100 km. My hometown, Ho Chi Minh City. Vậy thì cái số 1 này, over 100 km này chính là khoảng cách. Khoảng cách từ đâu ạ? Địa điểm số 1 của chúng ta là My Hometown, chính là P1. Địa điểm số 2 là Ho Chi Minh City, chính là P2, địa điểm số 2. Vậy thì bây giờ chúng mình thấy đây là một câu khẳng định đúng không nào? Chúng ta sẽ sử dụng cho cô câu trả lời đưa ra thông tin nhé. Câu trả lời đây. It is. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể dùng about hoặc không có cũng được, đúng không nào? Đây chúng mình đã có about ở trong ngoặc này đúng không? Có dùng hoặc không dùng. Tuy nhiên about này chúng ta sẽ chỉ là để muốn nói một khoảng cách xấp xỉ. Thế nhưng ở đây người ta đã cho chúng ta từ over rồi thì chúng ta không dùng about nữa nhá. It is over luôn này. 100 km from địa điểm thứ nhất là gì ạ?
from my hometown. Two, Ho Chi Minh City, đúng không nào? It is over 100 kilometers from my hometown to Ho Chi Minh City. Từ quê hương tôi tới thành phố Hồ Chí Minh thì cách khoảng 100 cây số, đúng không nào? Đó, chúng ta dùng P1 đây là my hometown, P2 là Hồ Chí Minh City. Chúng ta chèn from và to vào giữa. Và ở đây là khoảng cách. Ok, number 2, câu số 2. About 25 kilometers here my grandparents' house. Khoảng cách của chúng mình đang là 25 cây. Here là địa điểm số 1. My grandparents' house là địa điểm số 2. Tương tự như câu số 1, chúng ta lại áp dụng công thức như trên. Công thức cho câu trả lời, câu khẳng định đây ạ. Chúng ta lại viết là it is. Tuy nhiên ở đây là chúng ta chỉ dùng about thôi nhá. It is about 25 km from địa điểm 1 là gì ạ? From here to địa điểm 2 là my grandparents'. House. It is about 25 kilometers from here to my grandparents' house. Từ nhà ông bà tôi tới đây thì khoảng 25 cây số, đúng không nào? Ok, tiếp theo sang đến câu số 3 này. Chúng ta có từ not very far, nghĩa là khoảng cách của chúng mình ở đây không nằm ở con số nữa, mà nằm ở cái giới hạn là không quá xa, đúng không nào? Tương đương thôi. Our school là địa điểm số 1. Từ trường của tôi đến the city museum, nghĩa là bảo tàng của thành phố. Vậy thì chúng ta sẽ nói như sau. It is not very far from our school to the city museum. Okay? It is not very far from our school to the city museum. Câu số 4. How far your house the gym? Và các bạn thấy ở đây có dấu hỏi, chứng tỏ đây là câu hỏi, đúng không ạ? Tuy nhiên đây không phải là câu hỏi yes no, mà là câu hỏi đây ạ. Câu hỏi thông tin. How far is it from P1 to P2, đúng không nào? Ở đây thì người ta đang nói là how far, bao xa này. Your house là địa điểm số 1, chính là nhà của tôi, nhà của bạn. Tới the gym là phòng tập thể dục, là địa điểm số 2. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi như sau. How far, okay, is it, đấy, phần sau của chúng mình là is it, đúng không? From, địa điểm 1 là gì ạ? Your house. To, địa điểm số 2 là the gym. Các bạn đọc với cô nhé. How far is it from your house to the gym? Nhà bạn tới phòng tập thể dục cách bao xa? Và câu cuối cùng cô có sẽ là it's a long distance, Hà Nội, bản dốc waterfall. Ok, đây chính là thác bản dốc, đúng không nào? A long distance nghĩa là một khoảng cách xa. Nhưng mà các bạn nhìn thấy ở đây cô có it là gì ạ? Nó có xa không, đúng không nào? Và đây là câu hỏi. Thế thì đây chính là câu hỏi yes no các bạn nhé. Câu hỏi có hoặc không ấy. Ý người ta đang muốn hỏi là khoảng cách từ Hà Nội tới thác Bản Dốc có xa không? Ok, chúng ta sẽ hỏi cho cô như sau. Is it, đảo lại cho cô. Ở trên này mình nói câu khẳng định là it is, thì bây giờ sang câu hỏi chúng mình hỏi là is it. Is it a long distance? From Hà Nội to Bản Dốc waterfall. Okay. Is it a long distance from Hà Nội to Bản Dốc waterfall? Từ Hà Nội tới thác Bản Dốc có xa không vậy? Ok. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài số 3 rồi. Và ở trong bài số 3 này thì chúng mình sẽ chỉ cần chú ý cho cô từ waterfall, ok, waterfall chính là thác nước các em nhé. Và chúng mình có thác Bản Dốc, các em gọi là Bản Dốc waterfall. Ok, và trong này chúng mình chú ý cho cô ba cái cấu trúc để chúng ta có thể
đưa ra câu hỏi, ok, cũng như là câu trả lời về khoảng cách mà chúng mình sử dụng it. Ok, các bạn nhớ này, chúng ta sẽ sử dụng it để chỉ khoảng cách giữa hai người hoặc hai điểm với ba cấu trúc như sau. Now let's move on to the last exercise. Bây giờ thì cô mời các bạn chuyển qua bài tập cuối cùng, đó chính là bài tập số 4. Mời các bạn hãy cùng quan sát với cô. Exercise number 4. Bài tập số 4 cô có đề bài là choose A, B or C to complete the sentences. Các em hãy lựa chọn ba đáp án A, B hoặc C, một trong ba đáp án này để hoàn thành những câu dưới đây. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô đọc câu đầu tiên. You put the rubbish in the waste bins over there. Rubbish chính là rác các bạn nhé, rác. Rồi chúng ta ghi ra đây nhỉ. Bài tập số 4 này. Chúng mình có từ rubbish, nghĩa là rác. Bạn hãy bỏ rác vào trong waste bins, chính là thùng rác ạ. Waste bin, thùng rác. Bạn hãy bỏ rác vào trong thùng rác nằm ở kia. Ok, vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta có đáp án A là should, bạn nên. Đáp án B good, nghĩa là bạn sẽ, đúng không nào? Good chính là quá khứ của will đấy ạ. Ok, và chúng ta sẽ có đáp án C là shouldn't. Shouldn't nghĩa là bạn không nên. Ok, vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào đây? Ở đây thì shouldn't nghĩa là không nên, chúng ta loại luôn nhá. Bạn không nên bỏ rác vào trong thùng rác. Làm sao mà thế được, đúng không? Chúng ta nên là vứt rác vào trong thùng chứ. Vậy thì chúng ta loại đáp án C. Vậy lựa chọn giữa hai đáp án A và B, chúng ta lựa chọn như thế nào? Thì các bạn để ý này, cô có cấu trúc là should cộng với cả động từ. Khi mà chúng ta dùng cho hành động mang tính yêu cầu. Cái mang tính yêu cầu nghĩa là gì ạ? Bạn hãy, đúng không? Bạn hãy, chúng ta sẽ dịch như thế. Thế còn good cộng với cả động từ thì chúng ta sẽ dùng cho những hành động theo thói quen nhé. Okay, theo thói quen. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói là gì ạ? Bạn nên vứt rác vào thùng đi. Đây chính là một hành động mang tính chất yêu cầu, đúng không nào? Bạn hãy vứt rác vào thùng đi, nên vứt rác vào thùng đi. Chúng ta chọn cho cô là should. Chứ ở đây không có gì liên quan tới thói quen cả. Sang tới câu số 2, cô có là you be over 18 to ride a motorbike. Ở đây là bạn cần phải qua 18 tuổi, đúng không? Lớn hơn 18 tuổi thì mới có thể đi xe máy được. Chúng ta có 3 đáp án, A là good này, B là must này và C là could. Chúng mình thấy là good và could chúng ta đang dùng như thế nào ạ? Good thì các bạn dùng cho thói quen, chúng ta vừa nói rồi. Thế còn could thì như nào? Could, chúng ta viết luôn rồi này nhá. Could mà cộng với verb, cộng với động từ thì chúng ta thường dùng trong câu hỏi. Thường dùng trong câu hỏi. Và chúng ta sẽ đưa ra một lời đề nghị. Ok, ví dụ như là chúng ta nói là could I go out please? Cô ơi cho em ra ngoài được không, đúng không? Chúng ta gọi là could I go out please? Đúng là câu hỏi và đưa ra lời đề nghị các bạn. Đề nghị được xin phép được ra ngoài. Ok, và tiếp theo này, chúng mình nhìn cho cô câu số 2. Chúng ta còn có đáp án là must. Ok, chúng ta sẽ dùng must khi nào? Vậy thì must cộng với động từ chúng ta sẽ diễn tả sự bắt buộc. Bắt buộc ai đó phải làm gì, không có lựa chọn nào khác cả. Ok, bắt buộc nhá. Vậy thì ở đây các bạn dùng gì ạ? Dùng good để nói về thói quen, could đưa ra đề nghị hay là must diễn tả sự bắt buộc? Chúng ta có thể loại ngay cho cô could, đúng không? Vì chúng ta thường dùng cho câu hỏi cơ mà. Ok, rồi. Và chúng ta thấy là đây cũng chả có đề nghị gì hết. Bạn đề nghị là gì? Phải qua 18 tuổi mới được lái xe máy, không liên quan đúng không ạ? Thế thì good thì sao? Có liên quan gì đến thói quen không? Đây là 18 tuổi mới được lái xe máy, chả có liệu gì đến thói quen cả. Vậy thì chúng ta chỉ có diễn tả sự bắt buộc thôi.
bạn cần phải, okay, you must be over 18 to ride a motorbike. Bạn cần phải nhá, bạn bắt buộc là phải qua 18 tuổi mới được lái xe máy. Câu số 3. Children ride their bikes too fast. Trẻ em đạp xe quá là nhanh. Đáp án A, might not, đúng không? Đáp án B, couldn't. Và đáp án C là shouldn't. Ở đây chúng ta có từ might not, might chính là quá khứ của may. Và chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Có khả năng làm gì, đúng không? Trẻ em không có khả năng đạp xe quá nhanh. À, không hợp lý rồi. Trẻ em làm sao ạ? Couldn't ride their bike too fast. Ở đây thì chúng ta lại nói về thói quen. Couldn't, phủ định của good, đúng không nào? Cũng không được nhá, mà trẻ em là gì? Không nên nha, không nên. Children shouldn't, okay? Children shouldn't ride their bikes too fast. Ok, trẻ em không nên lái xe quá nhanh. Và câu số 4. I am a bit lost. You help me, please. Tôi có vẻ như là bị lạc đường rồi. À, bạn có thể giúp tôi được không? Ở đây chúng ta có 3 đáp án là could, should và might. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn cho cô đáp án nào ạ? Chúng ta sẽ lựa chọn cho cô là could nhá. Could. Bởi vì sao? Bạn làm ơn giúp tôi với. Đây là đưa ra đề nghị nhờ người khác giúp đỡ mình, đúng không? Chúng ta dùng cho câu hỏi nhá. Could you help me please? Câu số 5 này. You eat so many cookies. Too much sugar is bad for you. Bạn ăn quá là nhiều bánh ngọt rồi. Nếu mà bạn có nhiều đường quá thì không tốt cho sức khỏe đâu. Ok, vậy thì ở đây chúng ta đang nói về gì ạ? Nói về lời khuyên đúng không nào? Ok, nói về lời khuyên. Nghĩa là chúng mình sẽ chọn cho cô là you shouldn't. Ok, you shouldn't. Bạn đừng nên ăn quá nhiều. Quá nhiều đường sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn đâu. Number 6. This is a big park. You can run or cycle here. Đây quả là một công viên lớn. Bạn có thể chạy hoặc là đạp xe ở đây. Ok, ở đây thì chúng ta có nói gì nên không ạ? Chúng ta không nói gì nên đúng không? Bạn nên đạp xe hoặc chạy ở đây. Bạn gì ạ? Bạn có thể nhá. Bạn có thể. You can. Ok, this is a big park. You can run or cycle here. Bạn hoàn toàn có thể đưa ra cái khả năng, đúng không nào? Ok, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4 rồi. Và trong bài tập số 4 này thì mời các bạn chú ý với cô một số từ sau. Chúng ta có từ lost. Ok, cô viết lên đây tiếp nha. Lost. Đây ạ. I am a bit lost. Chính là người này bị làm sao? Người này bị lạc. I'm a bit lost. Người này bị lạc em nhá. Ok, so we just finished doing the exercise number 4 and all the exercises from the looking back under unit 7 traffic. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong với cô những bài tập ở trong phần looking back với hai chủ đề về từ vựng và ngữ pháp rồi. Và đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt nhau trong video ngày hôm nay. Cô hẹn gặp lại các em ở trong những video tiếp theo. Chúng mình sẽ tiếp tục chữa nốt những bài tập của bài 7 unit 7 các em nhé.